Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 7 tháng 4 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chú Bà Đình rụng rời tay chân khi nghe tin sốc từ nhà tài trợ lớn. Lucy ký đơn ký nghị Bà Đình dừng cấp vũ khí cho Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, Joe Biden đã mất đi sự ủng hộ khá lớn từ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng, bao gồm cả giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Alan Musk. Và giờ đây, ngôi sao hành động và huyền thoại WWE Dwayne The, The Rock Johnson đã thừa nhận rằng ông rất hối hận khi ủng hộ Biden vào năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Will Ken của Fox News, Wayne The Rock Johnson từng là người ủng hộ nhiệt thành cho Joe Biden, đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự tán thành năm 2020 của ông. Wayne Srock từng là người ủng hộ nhiệt thành cho Joe Biden, đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự tán thành năm 2020 của ông và tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ Biden cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Johnson, cùng với tất cả những người ủng hộ Joe Biden năm 2020, đang đồng lõa trong sự tàn phá nước Mỹ ngày nay. Ông Johnson được biết đến là người lớn tiếng chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump và được coi là một phần của đội ngũ Hollywood rộng lớn ủng hộ các ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ. Vào năm 2020, Johnson đăng một video lên Instagram chỉ trích phản ứng của tổng thống lúc bấy giờ, Donald Trump, đối với các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd. Ông yêu cầu sự thay đổi ở Mỹ và bày tỏ tình đoàn kết với phong trào Black Lives Matter, vốn gây ra nạn cướp bóc và phá hủy thành phố. Johnson viết trong tuyên bố của mình, đất nước của chúng ta đang quẻ quặt và thất bại, cầu xin được lắng nghe và cầu xin sự thay đổi. Người lãnh đạo đầy lòng nhân ái của chúng ta ở đâu thưa quý vị? Người lãnh đạo đã đoàn kết và truyền cảm hứng cho đất nước chúng ta vào thời điểm đau thương nhất khi chúng ta cần điều đó nhất người lãnh đạo đứng lên và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho đất nước của chúng ta và đón nhận mọi màu sắc trong đó. Người lãnh đạo đã vượt dậy đất nước của chúng ta và nói rằng bạn có lời hứa của tôi. Chúng tôi hiểu điều này và cùng nhau sự thay đổi sẽ xảy ra. Bạn ở đâu? Bởi vì tất cả chúng ta đều ở đây. Có thể một ngày nào đó, nhà lãnh đạo đáng khích lệ đó sẽ xuất hiện. Dù bằng cách nào, quá trình thay đổi đã bắt đầu. Vào thời điểm đó, Johnson đã công khai bày tỏ sự ủng hộ của mình giữa Joe Biden và Kamala Harris, nói rằng trong cuộc bầu cử quan trọng này, tôi tin rằng Joe Biden và Kamala Harris là những người giỏi nhất để lãnh đạo đất nước chúng ta. Và với tư cách là sự chứng thực tổng thống đầu tiên của tôi, tôi tự hào tán thành họ cho chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ chúng ta. Tuy nhiên, chuyện nhanh đến năm 2024, Sorok đã thay đổi quan điểm của mình hiện đang lùi một bước so với lập trường chính trị trước đây của ông và không rõ là liệu ông ấy có dự định công khai bất kỳ ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào vào năm 2024 hay không. Trong cuộc phỏng vấn của mình, Johnson đã chia sẻ quan điểm hiện tại của mình về tình trạng đất nước, bày tỏ không hài lòng với tình hình nước Mỹ hiện nay. Tôi có hài lòng với tình trạng nước Mỹ hiện tại hay không? Vâng, câu trả lời đó là không. Tôi có tin rằng chúng ta sẽ tốt hơn không? Tôi tin vào điều đó. Tôi là một chàng trai lạc quan và tôi tin rằng chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Nghĩ về sự chứng thực trước đây của mình, Johnson nói, sự chứng thực mà tôi đã đưa ra nhiều năm trước với Biden là điều mà tôi nghĩ là quyết định tốt nhất đối với tôi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông ấy tiếp tục, tôi có ý định làm điều đó một lần nữa trong năm nay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ông nói thêm, tôi nhận ra rằng bây giờ khi bước vào cuộc bầu cử này, tôi sẽ không làm điều đó, mục tiêu của tôi là gắn kết đất nước này lại với nhau. Tôi sẽ giữ quan điểm chính trị của mình cho riêng mình, đó là giữa tôi và thùng phiếu, giống như rất nhiều người trong chúng ta ngoài kia không tin tưởng vào bất kỳ chính trị gia nào, tôi thực sự tin tưởng vào người dân Mỹ và bất cứ ai họ bỏ phiếu, đó là tổng thống của tôi sẽ là người mà tôi sẽ ủng hộ 100%. Trong thế giới văn hóa dễ dàng hủy bỏ ngày nay, hủy bỏ văn hóa, đánh thức văn hóa hay là văn hóa này, văn hóa kia sự chia sẻ vân vân, điều đó thực sự làm tôi khó chịu. Và với tinh thần đó, bạn sẽ không chịu nổi và trở thành những gì bạn nghĩ người khác muốn bạn trở thành hoặc bạn nói, không, đó không phải là tôi, tôi sẽ là chính mình và sống thật. Pelosi ký đơn kiến nghị Biden dừng cấp vũ khí cho Israel Thưa quý vị, 37 nghị sĩ dân chủ, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, gửi thư đề nghị Biden ngừng chuyển vũ khí cho Israel sau vụ tập kích xe cứu trợ. Nhóm nghị sĩ dân chủ viết trong bức thư gửi cho Biden và ngoại trưởng Anthony Blinken ngày 5 tháng 4: "Chúng tôi đề nghị giữ lại gói vũ khí này cũng như mọi hoạt động chuyển giao vũ khí trong tương lai cho đến khi kết thúc cuộc điều tra toàn diện về vụ tập kích Động thái diễn ra sau khi quân đội Israel ngày 1 tháng 4 tập kích đoàn xe của tổ chức Bếp ăn Trung tâm Quốc tế WCK ở Gaza, khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Vào cùng ngày, chính quyền Biden đã phê chuẩn việc chuyển giao hàng ngàn quả bom tới Israel và đang cân nhắc thương vụ trị giá 18 tỷ đô la bán tiêm kích tàng hình F-35 cùng các loại bom cho nước này. Nhóm nghị sĩ, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng, nếu vụ tập kích vi phạm luật pháp Mỹ hoặc quốc tế, chính quyền Biden nên tiếp tục đình chỉ các thương vụ cung cấp vũ khí tới Israel, đến khi những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Bức thư của các nghị sĩ Mỹ nêu thêm rằng, chúng tôi cũng kêu gọi ngừng chuyển giao vũ khí nếu Israel không giảm thiểu tổn hại đối với dân thường vô tội ở Gaza, trong đó có nhân viên cứu trợ cũng như không tạo điều kiện thuận lợi để chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Sự ủng hộ của bà Pelosi, thành viên kỳ cựu trong đảng Dân Chủ đối với việc dừng chuyển giao vũ khí cho Israel, cho thấy quan điểm này ngày càng trở thành chủ đạo trong nội bộ của đảng. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết, hơn 33.000 người đã thiệt mạng từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Người dân khu vực này cũng đối mặt với nạn đói diện rộng nếu giao tranh tiếp tục diễn ra theo các nghị sĩ mỹ cuộc tập kích gần đây nhằm vào nhân viên cứu trợ và khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở gaza cho thấy việc chuyển giao vũ khí cho israel là vô lý họ cho rằng bất kỳ khoản hỗ trợ quân sự nào trong tương lai cho israel đều phải tuân thủ các điều kiện để đảm bảo chúng được sử dụng tuân theo luật pháp mỹ và quốc tế nhiều quốc gia lên án và triệu đại sứ israel sau vụ tập kích xe cứu trợ Biden đã điện đàm với thủ tướng Israel Netanyahu, yêu cầu Tel Aviv cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường, nếu không Mỹ sẽ thay đổi chính sách. Tổng thống Israel Isaac Herzog xin lỗi các nước có công dân thiệt mạng, trong khi thủ tướng Benjamin Netanyahu nói chính phủ sẽ điều tra đến cùng. Mỹ là đồng minh thân cận của Israel cung cấp khoảng 3,8 tỷ đô la viện trợ quân sự mỗi năm cho nước này và hậu thuẫn Tel Aviv mạnh mẽ nhất từ khi bùng phát chiến sự tại Gaza. Vào ngày 5 tháng 4, quân đội Israel cho biết đã sa thải hai sĩ quan và chính thức khiển trách các chỉ huy cấp cao sau khi cuộc điều tra về vụ không kích phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng và vi phạm quy trình. Trước đó, ông Biden có cuộc điện đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để nói rằng Israel cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường. Nếu không, Mỹ sẽ thay đổi chính sách của mình. Cũng trong ngày 5 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của tất cả 196 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở giải Gaza từ khi xung đột nổ ra ngày 7 tháng 10. Ông cũng bày tỏ hy vọng việc tiếp cận viện trợ được tạo điều kiện hơn nữa để có thể triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có cuộc họp vào ngày 5 tháng 4 để thảo luận về nạn đói ở giải Gaza và các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ. Đại sứ Slovenia tại Liên Hợp Quốc Samuel Boga nói tại cuộc họp, nếu chúng ta đang họp ở phía Bắc Gaza, tất cả 15 người chúng ta sẽ phải bỏ bữa. 10 người trong chúng tôi sẽ nhìn ăn cả ngày lẫn đêm. Một nửa trong số chúng ta sẽ rất cần viện trợ nhân đạo. Phát biểu tại cuộc họp, quan chức viện trợ cấp cao của Liên Hợp Quốc, Ramet Rajab Singham kêu gọi tất cả các nước giúp ngăn chặn hành vi vi phạm luật nhân đạo thông qua áp lực ngoại giao và kinh tế, điều chỉnh việc xuất khẩu vũ khí, tuân thủ các quy tắc chiến tranh và hợp tác chống lại sự miễn trừ. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward phát biểu rằng không bao giờ được tấn công vào nhân viên cứu trợ. Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ họ và đảm bảo an toàn cho họ, để họ có thể cung cấp hỗ trợ nhân đạo cứu người. Israel vừa chấp thuận mở lại cửa khẩu Erez ở phía Bắc và cho sử dụng tạm thời cảng Ashdod ở miền Nam Israel, sau khi ông Joe Biden yêu cầu phải có các bước cụ thể nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dạy Gaza. <laughs> Cuối cùng, Emily và đội ngũ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV e -Post Time để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn từ chúng tôi nhé.